Quay đi, quay với bạn đi con. Quay đi, hai chị em chơi đi. Quay đi. Thôi, ăn kẹo rồi, để bạn ăn đi con. Xả bạn nha. Cầm giùm bạn thôi. Quay đi, chơi rồi, quay đi. Mở không kéo cái vỏ lại con. Kẹo đi, đưa bạn kẹo đi. À, quay đi, hai đứa quay đi, quay lên, quay đi. Kiếm cầu trượt chơi nha. Qua xích đu rồi. Bạn đâu rồi? Bạn về kìa hả? Không biết hả, bạn đi đâu mất rồi hả? Không rủ bạn đi xích đu hả? Đó hả? Ôi bạn tới kìa. À, đi đâu mà kiếm bạn nãy giờ? Dạ, ngồi xích đu chứ đâu. Mọi chơi 5 phút mới về nha con. Xíu rồi. Xíu rồi.
Vòng quay kìa mũi, vòng quay kìa mũi. Kìa. Cậu ba kêu mũi dài kìa. Biết ngay cậu ba lại kêu mũi dài. Lên quay với mũi một chút đi. Mũi đang phái. Mũi có bạn. Mũi đi. Nãy giờ chơi. Ừ, quay cái rồi về. Mũi đang ghiền quay mà quay mạnh lên được không? Ba kêu mỗi bạn về mỗi ơi, còn ba kêu về, bye bye bạn về đi. Tạm biệt bạn nha. Bữa sau ra gặp lại. Đi con. Đi. Ra mua thịt nướng cho anh hai rồi về luôn. Mua 10 cây thịt đi. Cất cái đó vô túi đi rồi về chơi con. Cất vô bao nè. Ờ, cất vô vỏ rồi về chơi. Khóa lại nha để rớt mất tiêu á. Đi tìm cậu ba nhé, là đi qua cái đi qua ngọn núi cây nấm mới tìm thấy cậu ba. Nhanh lên mỗi đi tìm cậu ba để về nha. Mỗi phải băng qua cái rừng nấm. Bye bye các bạn mỗi ơi. Ui ui, ba chào tạm biệt các bạn nha. Mỗi xuống núi tìm thấy cậu ba rồi xuống núi về. Yeah.